Bắt đầu đề số 8, đề số 8 nó trên 10 chữ. Căn là giữa một cái tách trái ở đây, sau đó như viết xong mình sợ cái tách bóc ở đây, tách chữa, tách chữa, tách chữa, căn là giữa, kẻ bảng và chỉ in đậm khúc đầu. Đúng không? Đường viền bảng thì đường viền xung quanh này là đậm. Nhà bác thi, mình sợ cho bác thi. Căn là giữa này, đầu tiên tất cả là chọn Tamiroman này, phong chữ 12. Căn là giữa lắc lắc căn in đậm biết á. Đây báo thi số nhầm hết in đậm vẫn còn đơn bề là 1 2 3 ghi tự lần ngoằng. Trung tâm hợp tác chuyên gia và kỹ thuật y tế in đậm. Trung tâm chuyên gia y tế in đậm. Y tế cả in đậm. Chúng ta sẽ làm tổ chức thi cấp chứng chỉ tin học trình độ A và B.
dọc một cái đường thẳng vô, cho xếp chọn line vô, bấm shift để cho nó thẳng nha. Bấm Ctrl N cho nó cuối dòng lại. Rồi Ctrl N cái men cho bàn kính á. Hai cái tab chữa Bộ Giáo dục Cộng hòa Xã hội Việt Nam, hai cái tab chữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, không còn đánh động nữa, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp theo này là gì? Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây chữa Ctrl A in đậm, Ctrl B kết quả thi chứng chỉ A thì nào, các lớp kết quả thi chứng chỉ A thi nào, thì nó khóa ngày tháng năm, khóa ngày tháng năm, tháng năm, năm năm chấm giờ, Ctrl L insert một cái bảng vô 1, 2, 3, 4, 5, 5 giờ, 5 cột và 7 dòng. Ok, số thứ tự nhận xíu, số thứ tự tên, họ và tên đang in đậm vô. Tên nó có là kẻ nó lý thuyết. Rồi gì nữa? Word, Excel. Rồi bình đậm cần trung B. Màu 56 1, 2, 3. Đấy, bình đậm này nha. Rồi
tiên là cái viền nụ mình tất cả đây là đều đậm đúng không? Mình chọn là đường mình đôi này, sau đó mình chọn cái tròn xung quanh không tính ở giữa này đó. Sau đó là gì nữa, nguyên cái đầu tiên này cũng mình đậm. Thì chắc bị lỗ văn bản rồi. Rồi lần sau đó là có tô màu này. Tiếp theo là gì nữa, cái này canh giữa và ở phía dưới cho nên mình dùng cái này là được rồi. Cái gì nữa, điểm đều ở giữa hết thì bô đen ba cột này chọn đen giữa xong. Đây còn cái này nữa, insert text box chọn cái ảnh. Nếu không muốn ảnh hưởng cấu trúc ở dưới thì mình cứ chọn là nó nằm trên chữ đi. Vậy vì đây mình cũng đã đặt tab sẵn rồi. Cái này là cái gì? Ảnh 3x4. Chỉnh và được rồi ha.